Thế là đúng rồi anh em ơi. Mình nghĩ là nó đặt bom ở đây anh em ơi. Hạ nó. Mày ngồi xuống mày đặt bom phải không nào? Đúng luôn anh em ơi. Vãi hàng này. Mày đặt bom ở đây à? Mày thấy anh rồi mày vẫn ngồi đặt hả? Wow. Tiên địch không thèm qua đây luôn. Uầy. Thế thì à? Lại chuẩn bị là chiến thắng vòng 2 rồi. Cực kỳ là đơn giản phải không nào mọi người ơi. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha mọi người ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi game trong một cái chế độ mới. Nó là chế độ đặt bom trong phiên bản OB20 nha mọi người. Vâng, và let's go thôi anh em. Vâng, thì đối với vòng 1 này thì đội của mình sẽ là đội gỡ bom mọi người ơi. Anh em có thể thấy rằng là cái bản đồ này nó khá là giống đối với tử chiến nha mọi người. Vâng, và sẽ có hai khu, nó là khu A và khu B này. Uầy. Vãi lúa anh em ơi. Lạc nhầm động như quái rồi. Vãi hàng thật. Làm sao em ơi? Đứng lại em ơi. Từ từ anh em ơi. Mày này. Vâng, thì như vậy sẽ có hai khu, đó là khu A và khu B. Tức là cái địch có thể là đặt bom tại hai khu vực này. Ok. Đây này anh em. Và bây giờ là chúng ta gỡ bom thôi mọi người. Chỉ cần là gỡ bom được là anh em sẽ win nhá. Uầy, chiến thắng vòng 1 cực kỳ là đơn giản luôn. Cơ bản là địch nó đặt bom nhưng mà nó lại không canh cơ nên là easy ấy anh em. Đến với vòng 2 thì đội của mình vẫn tiếp tục là đội thủ anh em ơi. Tức là chúng ta vẫn sẽ phải đi gỡ mìn thôi. Vì đây là một cái chế độ chơi mới nên là Kẹo hướng dẫn cho anh em luôn. Hiện tại thì trong cái game này thì mấy thằng đội của mình nó hơi ngáo anh em ơi. Đâm ra là chúng nó chả biết gỡ bom hay là gì cả. Tôi kệ vậy. Ok. Cũng như là team địch cũng như vậy thôi. Một chế độ chơi mới mà anh em. Và cái bom chúng ta đặt nó sẽ gọi là bom C4 nhá. Đây mình nghi ngờ là đây đây. À. Thế là đúng rồi anh em ơi. Mình nghĩ là nó đặt bom ở đây anh em ơi. Hạ nó. Mày ngồi xuống mày đặt bom phải không nào? Đúng luôn anh em ơi. Vãi hàng này. Mày đặt bom ở đây à? Mày thấy anh rồi mày vẫn ngồi đặt hả? Wow. Team địch không thèm qua đây luôn. Uầy. Thế thì lại chuẩn bị là chiến thắng vòng 2 rồi. Cực kỳ là đơn giản phải không nào mọi người ơi. Nếu như mà anh em thấy video của Kẹo hay thì các bạn đừng quên nhấn like và chia sẻ video giúp Kẹo nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nè. Ok, vòng 3. Và cái combo súng mà Kẹo ưa thích đó là combo của y tá nha mọi người. Tức là xài M4A1. Với lại thì chúng ta có thêm một cái cây súng điện nữa. Uầy. Cái này thì thanh niên số mấy đây anh em ơi? Cái thằng số 2 là nó nhanh tay quá anh em ạ. Nó lựa mất cái bom C4 nên là mình cũng chưa có cơ hội đặt bom luôn. Thôi không sao, từ từ đây. Đấy. Nó đang ngồi đặt bom đó mọi người. Anh em thấy chưa? Như vậy là đặt bom đã xong. Đặt bom xong thì anh em sẽ phải bảo vệ cái bom này. Nếu không thì vòng này chúng ta sẽ thua anh em ơi. Ok. Bảo vệ bằng cách đó là các bạn có thể là cứu địch nhá. Hoặc là anh em bảo vệ không cho địch gỡ bom là ok này. Ui. Mày đùa ta đấy à? Thanh niên. Uầy. Thanh niên lặng lẽ vào gỡ bom thì đúng là sai lầm rồi anh em ơi. Kể cả là váy xanh thì vâng. Và khi mà anh em hạ gục được ôn team địch thì team địch sẽ thua ngay lập tức luôn anh em ơi. Uầy, thấy chưa? Có mỗi trái bom thôi anh em ơi. Ba đứa tranh nhau này. Uầy anh em ơi, khó nhai đây, khó nhai đây. Uầy. Lại là cái thằng nào kia anh em ơi. Cái thằng số 4 nó lại lượm bom mất tiêu thể. Chơi game kiểu khoai vãi trời anh em. Ai thì cũng muốn là người đặt bom C4. Thế nên là hơi căng mọi người ạ. Rồi nha anh em yên tâm. Tí nữa là Kẹo sẽ xem như nào chiếm lấy một slot đặt bom anh em ơi. Để hướng dẫn cho anh em xem là đặt bom như nào chứ nhở. Ơ. Lại là cái con đồ xanh đúng không? Mày chết với anh này. Yếu máu. Lại còn gian gió hả em ơi. Thế thì không tu ấy. Đây các bạn ơi, lượn lờ nào. Lượn lờ và kiếm thêm kill thế nào. Đây. Nani. Mình là mình sẽ đi theo bảo kê thanh niên số 4 nha mọi người. Bởi vì là nó là người cầm bom mà anh em. Nó mà bị bắn chết thì bom nó sẽ rơi ra và địch nó canh được thì hơi khó thắng. Đấy. Thế nên là phải bảo kê nó. Đặt bom nhanh lên em ơi. Ok. Như vậy là đã xong nha mọi người. Uầy. Team mình cho nó gạch cả mìn luôn. Ê anh em ơi. Có người này. Mày tính qua gỡ bom à? Lào nháo phóng xe hả mày? Làm sao?
tính qua quả bom hả? Nốc luôn. Tuổi gì em ơi? Ok, quả bom sẽ nổ sau 32 giây nữa. Mục tiêu hiện tại của chúng ta đó là, anh em ơi, canh bom thôi. Canh bom và không cho địch nó đến gỡ bom là ok nhá. Nhiệm vụ của chúng ta hết sức là đơn giản, chỉ là thế thôi mà anh em. Nhưng mà nếu như mà địch nó gỡ được bom là thua luôn đấy. Thế nên là đứng đây canh bom là hợp lý rồi. Nào, thằng địch nó có đây anh solo lần này. Mình là mình mang cái súng điện là mình không có phát huy hết tác dụng của y tá anh em ạ. Đơn giản là M4A1 mình có skin rừng xanh nên là bắn khá là ngon. Yes, Boya. Đơn giản. Như vậy là đã xong một trận đấu đặt bom rồi nha. 4-0 luôn, uầy. Team địch không tuổi vì team của kẹo, anh em hiểu không? Các bạn ơi, thêm game nữa nhỉ. Mình là mình sẽ xem như nào chiếm lấy vị trí của người đặt bom anh em ơi. Ok ok nhá. Vòng này chắc là ok đây. Sẽ lấy được bom C4 để đi đặt bom cho anh em thấy. Ten ten, uầy, mấy bạn lại cứ tranh của mình là chết dở đấy nhở. Vâng mọi người, let's go. Uầy, được luôn. Nhanh tay nhanh chân đó mọi người ơi. Như vậy thì chúng ta sẽ có đó là 1 phút 49 giây nữa để cho chúng ta đặt bom nha anh em ơi, từ từ. Không cần phải đóng vội. Và chắc có lẽ là kẹo sẽ đặt luôn tại khu B anh em ơi. Uầy, trận này thì team rất là cứng luôn anh em ơi, cover kẹo để đặt bom cơ mà. Vãi hàng này. Làm sao? Làm sao vậy? Uầy, cầm dao cầm kiếm thì lên bảng là đúng rồi nhá. Uầy, vãi lúa. Phía sau có người luôn cả. Mày làm sao? Anh em ơi, tranh thủ đặt bom luôn nè. Đấy, các bạn nhấn vào nút đặt bom và chờ thế nào. Vâng, như thế này là anh em đã đặt bom thành công nha. Các bạn có 1 phút nha, 1 phút để cho cái địch gỡ bom nha. Vậy anh em sẽ phải bảo vệ cái trái bom này. Mình là mình đứng đây luôn nhá. Nói chung là không cho thằng địch nào vào nó gỡ bom là ok. Vâng, đồng đội nốc liên tục. Số 3 lên bảng luôn. Số 2 đã lên bảng rồi. Số 4 thì cũng đang bị nốc. Và team địch chỉ còn lại một đứa thôi anh em ơi. Thế nên là cứ bình tĩnh đi, không sao. Chúng ta còn 27 giây đây. 27 giây để canh bom đây. Wow, mày làm sao? Mày tính qua gỡ bom à? Tuổi gì hả em ơi? Có giỏi có đêm mà gỡ bom này. Anh cho lấy bảng điểm số luôn chứ còn là ngồi đấy mà tính gỡ bom của kẹo hả? Không dễ đâu nha. Hỏng anh em ơi, hỏng nó qua nào. Qua đây. Làm sao? Ui thằng bé không qua thật luôn à? Thế là bạn thua rồi. Vòng 1 chiến thắng. Easy anh em ơi đấy. Anh em thấy chưa? Và thằng bé cũng lên bảng thôi mà. Vâng, đến với vòng 2 trên 7 của chế độ đặt bom đây. Tiếp tục anh em ơi. Tranh bom nhá. Phải tranh được bom nhá. Nào. Ui. Anh em ơi, vẫn chậm tay hơn thằng số 3 anh em ơi. Thế là thôi, thằng số 3 nó lượm mất trái bom C4 của mình rồi. Vậy nên là trận này là đi bảo kê cho nó thôi. Hóng. Bảo kê cho nó đặt bom an toàn anh em ạ. Nào. Trận này của người à? Thích solo không hả các bạn ơi? Nào, may à. Uầy, thanh niên chơi game hay phết nhở. Cái thằng số 3 nó đặt mìn luôn anh em ơi. Đặt mìn chôn địch đỉnh. Uầy, vãi. Kinh thật. Được. Với anh em ơi, như vậy là team của kẹo đã đặt bom rồi nhá. Đây, đã đặt bom xong nhé. Anh em thấy chưa? Và bây giờ là bảo vệ trái bom thôi. Thằng địch nó có đây là điệu hồ nhá. Chiến thắng luôn. Uầy, địch chết hết rồi, có đâu mà gỡ bom được nữa. Và chúng ta đơn giản là win thôi. Vòng 3 trên 7. Vòng này thì team của kẹo sẽ là vị trí phòng thủ mọi người nhá. Thế nên là địch nó sẽ có quyền lựa chọn là hai vùng, vùng A và vùng B để chúng nó đặt bom, và nhiệm vụ của chúng ta sẽ là gỡ bom. Riêng về cái khoản gỡ bom thì kẹo gỡ bom ok luôn. Nói chung là kẹo không sắn khoản này. Uầy, vãi quần trắng à? Thể hiện điều gì? Quần trắng có làm anh em lo lắng không? Riêng về kẹo thì không lo lắng đâu nhá. Làm sao? Solo các bạn ơi. Bên này mình nhớ là có tận hai đứa cơ. Đấy, cho nó vừa đặt bom sau đấy. Này, mày làm sao? Còn ai nữa không nhở? Anh em ơi, phải lừa cho nó vào gỡ bom chứ nhở? Rồi ok. Mày làm sao? Uầy, làm sao? Nốc luôn rồi anh em ơi, vào gỡ bom nào. Ủa, thôi rồi, vãi. Mình không để ý, mình cũng không nghĩ là có hai trái mìn cơ, mình tưởng là có một trái thôi. Thôi sao? Ê mấy thằng kia, nhanh vào gỡ bom kìa. Nhanh cứu tao vào gỡ bom. Vãi thật.
Hai cái thằng số 3, số 4 nó không thèm gỡ bom ra anh em ơi. Một thằng vào mà gỡ bom kìa. Clear địch xong rồi nha anh. Vãi hàng. Thôi xong rồi. Ơ áo hồng gỡ bom nhanh. Ôi thôi vãi, nó lại cứu mình. Thôi. Mình xin bạn ạ. Thế luôn, nó cứu mình trước thì làm sao mà đủ thời gian gỡ bom. Ui. Đắng vai anh em ạ. Thể thằng đồng đội nó ngu VL luôn anh em ạ. Thế tôi chịu rồi. Vâng mọi người ơi, chúng ta đến với vòng 4/7 đây. Vẫn là combo yêu thích của kẹo, đó là combo M4A1. M4A1 rừng xanh thì bắn nó phê lắm anh em ơi. Tăng tốc bắn mà là ai, với lại tăng cả một vạch sát thương nữa. Nói chung thì rất là đã luôn. À đủ. Chúng nó qua bên này anh em ơi. Kẹo cũng qua luôn, ngại gì. Và trận này thì team kẹo vẫn là team phòng thủ nha anh em ơi. Thế nên là không cho địch nó đặt bom. Đấy, hoặc là anh em tranh thủ gỡ bom này. Mày làm sao? Mày làm sao, mày tuổi gì với tao? Xong luôn. Bom đây này mấy đứa ơi. Mấy đứa qua cái xác thằng này mà lượm bom này. Mình là mình đang canh đây luôn anh em ơi. Tức là bây giờ là địch nó sẽ phải qua cái xác thằng này nó lượm bom này. Xong là nó qua khu A hoặc khu B để đặt bom. Kẹo thì kẹo canh đây rồi, thế nên là làm sao mà qua đây lấy bom mà đặt được. Nói thật luôn nhá, vòng 4 team địch nó thua luôn anh em ạ. Không có cửa để mà ăn team của kẹo cơ anh em. Anh em cứ hóng mà xem, xem là có đúng như vậy không nhở. Nào, qua đây. À, mày lên ông nhà. Lên ông nhà để bắt con gà. Mày tuổi gì hả? Mấy thằng rơm rơm này. Lên ông nhà. Sau đấy là tính ở trên ông nhà bắn mình cơ. Không tuổi nhá. Rồi nha anh em, bom thì vẫn đang ở đây này. Ui, thằng này làm sao đây. Trông quả cái đuôi áo của nó ngộ ghê anh em ạ. Tôi trông cứ như kiểu là đuôi khỉ đấy nhở. Đấy, bay sương sương nhở. Rảnh rỗi có mà anh em ơi. Tiêm địch còn một đứa thôi. Cứ bay và lượn lờ thôi anh em ơi. Còn 7 giây nữa này. Ui, còn 7 giây mà không qua gỡ bom thì đúng là vòng 4 này địch thua anh em. Yes, chiến thắng. Biết ngay mà. Mọi người ơi, game 5 anh em ơi, cố gắng luôn. Game 5 kết thúc luôn. Đấy, không để cho chúng nó cơ hội gỡ làm gì cả. Vâng, với cây M451 nhá. Ơ, và ai game. Anh em ơi, trận này team mình lại là team thủ à? Thôi cũng được. Rồi nha, thủ thì thủ. Tôi lại ngại công quá cơ. Với anh em ơi, và ai gì vậy. Làm sao, này. Mày làm sao, chạy đâu. Xuống vả nó. Mấy thằng rơm rơm này. À, áo vàng. Áo vàng này có làm anh em bàng hoàng. Úi dồi ôi. Gỡ bom rồi nhá. Và thế là xong thôi anh em ơi nhờ. Dựng bóng keo này. Xong luôn win. Đồng đội của mình nó gỡ bom rồi mà anh em. Mấy tên này cũng tuổi. Yes. Và anh em ơi, kẹo sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn nhớ like và chia sẻ video giúp kẹo nha. Bye bye.